Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn chiếc xe Toyota Wigo 2019. Thì Toyota Wigo 2019 hiện tại đang có ưu đãi rất lớn, lên tới 50 triệu một xe cho anh em. Thì Wigo 2019 sẽ có hai bản số sàn 345 giá niêm yết và số tự động là 405. Thì với mức giá ưu đãi mới gần 50 triệu này thì giá xe hiện tại đã có thể nói là thấp nhất thị trường. Đây là chiếc xe mà rẻ nhất mà anh em có thể mua được. Quanh quanh tầm khoảng 300 triệu là anh em sẽ có một chiếc xe để đi nhá. Wigo 2019 thì sẽ có hai bản số sàn và số tự động thôi, sẽ không chia thành bản thiếu và bản đủ. Xe sẽ có tất cả là 6 màu, ở đây mình đang có màu đỏ, ngoài ra xe còn màu cam, màu trắng, màu bạc, màu đen và màu xám. Đây, anh em sẽ xem nhé. Với phiên bản màu đỏ này của mình thì xe trang bị đèn pha là pha halogen, nhưng mà bóng chiếu đèn chiếu gần sẽ là đèn bố inter nhé. Đấy, sẽ có đèn gầm cho anh em rồi. Phần đầu xe thiết kế là giải nhựa nhé, có một cái giải chrome logo Toyota rất là đẹp. Xe thì có kích thước tổng thể là dài 3m66, rộng 1m6 và cao là 1m rưỡi, gần 1m rưỡi. Phiên bản này thì về an toàn sẽ có ABS 4 bánh, trang bị là chống trộm và mã hóa động cơ. Bản này sẽ có cho anh em là phanh là phanh đĩa nhé, phía trước, phanh sau, phanh tăng trống khá là tốt đấy. ABS là 4 bánh nhé, con này sẽ có 2 túi khí. Cái mặt mâm của nó là răng đúc bằng kim. Đây, anh em thấy này. Mâm sau sẽ là mâm phanh tăng trống nhá. Wigo 2019 này thì có rất nhiều lợi thế cho anh em. Thứ nhất là về giá thành thì đây là chiếc xe rẻ nhất mà mình có thể mua, xe mới nhá, có thể sở hữu rồi tại Việt Nam, rẻ hơn rất nhiều so với các xe như i10, Celerio. Nói chung là con này ở với con Celerio thì đang tầm xem nhau. Đấy. Rẻ hơn cả Morning nữa. Mà an toàn khá là ổn. Nói chung là không phải là tốt nhất, nhưng mà mình đánh giá là ổn ở trong tầm giá. Có một số cái mà anh em sẽ chê nhiều. Thứ nhất là cái tay lắm cửa, anh em chê là tay lắm cửa nó hơi xấu và hơi giống những cái dòng như kiểu là đời xưa, đời lâu rồi. Nhưng mà ưu điểm nó là xe rất là thể thao. Đây có phần cánh hướng gió phía sau này, rất thể thao. Và cái phần đèn, cụm đèn các thứ phía sau nữa cũng nhìn cũng rất là thể thao anh em ạ. Đấy. Có một cái nữa anh em hay chê đó là cái cốp sau ấy, cốp sau anh em đây. Xe trang bị cho anh em là cảm biến lùi nhá. Đây. Hai cảm biến lùi. Nhưng mà cái cốp này là sẽ không có thể mà bấm mở cốp mà phải cắm chìa vào để mở hoặc là mở trong xe. Cái này thì anh em sẽ chê hơi nhiều. Và thứ hai nữa anh em cũng không thích đó là cái anten. Cái này thì thực ra là do xe cũng cắt giảm nhiều mà. Về mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì anh em sẽ có một chiếc xe máy 1.2 công suất 86 mã lực và cho mức tiêu hao tầm loanh quanh 5 lít đi kết hợp và tầm khoảng hơn 6 lít đi đường trường nhé. Đây mình xem mà. Chìa anh em có chìa là chìa khóa đây. Có mở khóa trên chìa nhé. Chìa này là có mã hóa động cơ nhé. Anh em xe sẽ có chống trộm và mã hóa động cơ. Đấy. Về cái thiết kế nội thất của xe này. Nội thất của xe thì nó sẽ là nội thất ghế nỉ thôi, tất cả là ghế nỉ thôi. Sẽ không có cửa gió điều hòa phía sau nhé. Sẽ không có cửa gió điều hòa phía sau. Ghế nỉ thôi. Về nội thất thì anh em sẽ ghế là tất cả ghế chỉnh cơ nhé. Đấy, hàng ghế là ghế chỉnh cơ. Và xe sẽ trang bị với bản số tự động sẽ có, chưa có cân bằng điện tử nhưng mà sẽ có ABS này. Đấy, và xe sẽ có một cái vô lăng và vô lăng ba chấu tích hợp tăng giảm âm lượng và chuyển kênh, cũng sẽ có một cái màn hình DVD cho anh em nhé. Đấy, hộp số là hộp số tự động 4 cấp thôi. Nói chung về option thì nó không có gì nhiều, nhưng mà với một chiếc xe tầm dưới 300 cho bản số sàn và loanh quanh hơn 350 một tí cho số tự động thì mức giá này mình đánh giá là khá ổn anh em ạ, trong tầm giá. Anh em lấy xe có thể là liên hệ trực tiếp với mình nhá, theo số hotline mình sẽ để ở dưới. Cảm ơn anh em.